29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ xin được chuyển sang những thông tin thời sự đáng chú ý. Bộ Chính trị yêu cầu giải quyết dứt điểm các ngân hàng thương mại yếu kém. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị yêu cầu có phương án giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, các ngân hàng thương mại yếu kém. Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, bổ sung hoàn thiện pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Theo đó, Bộ Chính trị ghi nhận những năm qua, công tác này đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, có lúc có nơi tổ chức chưa tốt, chấp hành chưa nghiêm, một số cơ quan đơn vị địa phương, một bộ phận cán bộ đảng viên chưa gương mẫu trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tình trạng lãng phí thất thoát còn nhiều, một số trường hợp rất nghiêm trọng. Chính sách pháp luật, nhất là chế độ quản lý tài chính, tín dụng, tài sản công, đầu tư công, đất đai, đấu thầu, quản lý vốn, tài sản nhà nước chưa hoàn thiện, còn bất cập. Việc thực hiện kết luận kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán có liên quan đến vấn đề này còn chậm. Để đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục rà soát bổ sung hoàn thiện pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo hướng lấy tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ, đảm bảo, thống nhất, đồng bộ, khả thi. Tập trung xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu, quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử lý, chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, lãng phí tiêu cực như đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tín dụng, quản lý tài sản công, đầu tư công, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, đồng thời sửa đổi hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, chế độ chi tiêu công, làm căn cứ để giảm hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, tài nguyên, lao động, thời gian lao động, nâng cao hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nghiêm quy định về mua sắm công, xây dựng và sử dụng trụ sở, tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm, tiếp khách, đi công tác, đi nước ngoài, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không lãng phí, vô trương. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực quốc gia. Bên cạnh đó, đẩy nhanh lộ trình cải cách chính sách thuế. Chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh lộ trình cải cách chính sách thuế. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập thẩm định dự toán thu chi ngân sách nhà nước, đổi mới việc phân bổ, đẩy mạnh quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư công để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Có phương án giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án sử dụng vốn ODA, dự án BOT, BT hiệu quả thấp gây thất thoát lãng phí lớn, các ngân hàng thương mại yếu kém. Các dự án ngừng triển khai theo kết luận của các cơ quan chức năng sớm đưa các tài sản này vào phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Khai thác sử dụng tiết kiệm hiệu quả bền vững đối với đất đai, tài nguyên, khoáng sản, giảm thiểu thất thoát, lãng phí, tác động tiêu cực đến môi trường. Tăng cường công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, nguồn lực quốc gia. Nêu cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý nhà nước, người đứng đầu đối với việc gây thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản công. Chỉ thị yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra lãng phí tiêu cực, nơi có nhiều đơn thư, khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm gây thất thoát lãng phí nguồn lực, thực hiện nghiêm kết luận kiến nghị của các cơ quan chức năng thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.